Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nhé. Chúc anh em một ngày cuối tuần thật là bùng nổ nha. Ngày hôm nay thì có sự kiện mới rồi anh em ơi. Như anh em đã biết thì trong một vài video trước đó, mình đã review cho anh em về cái sự kết hợp của Tiểu Yêu Tầm Đạo cũng như là với Phàm Nhân Tu Tiên với một số những bộ skin mới bên bản chung. Thì ngày hôm nay nó đã ra mấy cái bộ ấy rồi. Đây này. Ê, anh em thấy chưa? Tung hoành khắp nơi, mỗi tội là bản chung thì mình không biết tên thôi. Hôm nay thì chúng ta đã có tên chính thức rồi. Tung hoành khắp nơi. Ok luôn, cường hóa thuộc tính chiến đấu của 1%, khá là ngon nha. Cái này là cường hóa thuộc tính kháng thì không ngon bằng cường hóa thuộc tính chiến đấu, đặc biệt là với những anh em nào mà chơi né là môn phái chủ đạo giống như mình. Nhận từ hoạt động vận hành, bắt đầu nha. Tiếp theo, ủa, sao lại bắt đầu? Tung hoành khắp nơi. Hả? Khám phá đạo môn. Skin này mang tên là bắt đầu. What the hell? Tên ảo ma Canada vậy. Còn đây là cái skin hồi còn nhỏ. Khám phá đạo môn. Đấy, cường hóa thuộc tính kháng cộng 1%. Có mỗi skin này xịn sò hơn là có cường hóa thuộc tính chiến đấu nha. Tất nhiên là về giao diện thì bộ này trông cũng wax slack hơn. Nhưng mình thì mình lại thích nhân vật này hơn vì nó đơn giản, dễ hiểu và trông nó đẹp dai anh em ạ. Ok, thì đấy chỉ là ba cái skin mới thôi. Ở bên bản chung thì nó cũng có thêm một vài skin mới nữa rồi. Thì mình có cập nhật ở kênh TikTok của mình á. Thế anh em nào mà chưa biết kênh TikTok của mình thì nhớ vào xem, ấn follow, ủng hộ mình một nút nhé. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Còn đây là cái sự kiện mới của chúng ta nhé. Quà thất huyền anh em ạ. Hoàn toàn là có thể đăng nhập và nhận luôn được cái skin này. Cực kỳ là đơn giản luôn. Wow, ngon lành cành đào anh em ơi. Perfect quá. Ngày thứ hai thì mình sẽ có thể nhận được thêm một chút cái trái huyền hoàng để có thể là bổ sung thể lực tu luyện cho các đệ tử trong phần tông môn ấy. Ngày thứ ba là mình sẽ có thể nhận được túi linh thú ngẫu nhiên này, khá ngon. Ngày thứ bốn thì có tinh quái, nhưng mà tinh quái tím thì có mỗi em bảo khí các chủ là ngon cho một vài liêm bạo thôi, còn lại thì cũng bình thường. Ngày thứ năm thì cũng hơi bình thường. Ngày thứ sáu thì cũng khá là bình thường, bởi vì là mấy cái thần thông tím này thì nó cũng bình thường. Đấy, nhìn chung là bình thường. Và ngày thứ 7 thì chúng ta sẽ có thêm một cái pháp bảo nữa khá là ngon. Kim từ linh mộc thì công tăng tận 3% và có kháng đỡ nhá. 200 người linh thạch tuyệt vời ngày thứ 7 luôn anh em ơi. Dẫn hồn chú có thêm 5 cái. Và la bàn tầm bảo cũng có thêm 5 cái nữa nha. Ôi, nhìn chung là ngày 1 vẫn là ngon nhất. Còn những ngày khác bình thường. Ok. Đâu nhỉ? Nhận luôn quả skin tí xem như thế nào nè. Kích hoạt mở khóa luôn. Wow, cũng tăng khá chỉ số đấy. Ây à, trông cũng bách select đấy, cây kiếm gỗ đẹp dài phết anh em ơi. Ui, Phàm Nhân Tu Tiên anh em ạ. Được, thực sự được của nó luôn. Không còn nằm ngủ nữa mà ngồi tu nha. Xem hiệu quả chặt cây như thế nào nha anh em. Ây à. À đù, được quá nhờ. Tu này tu như thầy Thích Minh Tuệ luôn. Được của nó anh em ạ. Rồi luôn. Ác wax select nhờ. Tất nhiên là còn cái skin xịn sò hơn như anh em lúc nãy có thể nhìn thấy đấy. Thì giờ mình sẽ hướng dẫn anh em nào chưa biết cái lấy nhá. Ở trong cái phần sự kiện tầm bảo trợ yêu này anh em này. Đó, trong này nó là một cái gì đấy cực kỳ là ngon lành cành đào. Khi mà chúng ta có thể sở hữu được quả tích lũy ở cột mốc 86 lần. 86 lần anh em nhá. Thì đây, dưới này là 56 lần chúng ta sẽ có một cái pháp bảo tùy chọn đúng không? Wow, wax đấy. 86 lần thì mình sẽ có thêm một cái skin nữa, trông cũng chất trời người rơi. Và có thêm 1% thuộc tính kháng. À đâu, đúng rồi, 1% thuộc tính kháng này. Bên cạnh đó 309 lần thì mình sẽ có một cái khung avatar. Rồi, và 557 lần thì anh em có thể nhìn thấy đây. Tung hoành khắp nơi, dùng tại huyện cảnh các. Tức là cái skin của chúng ta có thể kích hoạt được đấy. Nhưng mình chỉ thắc mắc là tại sao skin này tên là bắt đầu thôi. Còn lại thì cũng là bình thường. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng nhau chơi cái sự kiện nhé. Hiện tại có một số cái nhiệm vụ để mình xem nhiệm vụ nào có thể làm được luôn này. Khiêu chiến yêu vương thì cái này làm được luôn này anh em này. Dễ này. Càn quét. Ok. All in hết. Rồi. Xong rồi. Tầm bảo trợ yêu một cái nhiệm vụ đầu tiên. Tiếp theo, chặt cây hả? Thế thì trong lúc chờ đợi mình sẽ ra ấn tự động để cho nó chặt cây. Anh em có thể nhìn thấy là hiện tại là mình đã có cái tự động nhặt. Nhưng mà lên cây 16 thì chúng ta mới có thể kích hoạt được cái tính năng này. Để theo như mình hiểu không nhầm, mặc dù là mình chưa mở nữa nha. Nhưng mà chúng ta có thể nhặt được những cái trang bị mà mình chỉ định, còn những cái trang bị khác vứt luôn. Thế là khỏe re. Auto cứ phải là gọi là nhắn tinh. Đấy,
hút máu bỏ luôn, không lói nhèo. Tiếp tục là nhiệm vụ trong tầm bảo trợ yêu xem nào, có cái gì đây? Khoan, nhiệm vụ chặt cây 500 lần, khiêu chiến đấu phát 5 lần. Cái này thì cũng khá là dễ này, mỗi tội không biết là có vé khiêu chiến hay không, có một cái anh em ạ. Khiêu chiến thôi. 2,92 ước cả đánh luôn. Ôi, xem hiệu ứng nào. Ồ, vẫn là phọt thôi. Hiệu ứng thứ hai là cầm kiếm lao đánh chọc. Ok là né quét nhỉ. Rồi luôn, rất chi là ma Canada anh em nhá. Tiếp theo xem nào, còn nhiệm vụ gì khác không? Ở đây mình thấy có tăng cấp linh thú, khiêu chiến dị thú xâm lược, thu thập. Ôi, phản công này. Phản công mình tách đi. Phúc địa, thu thập đạo cụ của bản thân 10 lần á. Cái này chắc là anh em biết rồi. Khi mà chúng ta vào trong phần phúc địa này, chỉ cần làm một số những cái mẹo sau đây là chúng ta hoàn toàn có thể chơi được luôn nha. Thu thập, sau đó là mình lại thu hồi. Một lần này, hai lần nha anh em, đủ 10 lần là ok nhá. 3 lần, 4 lần này, 5 lần, 6 lần này, 7 lần, 8 lần. Hình như chỉ cần 9 lần thôi vì mình nhớ trong kia đã có một lần rồi. Và 9 lần anh em nhá. Giờ thì mình sẽ dùng nốt cái lượt xem free để xem nào. Có một cái đào năm khá là ngon luôn. Được tận 30 đào là tuyệt vời một trời rồi. Tầm bảo trợ yêu, nhiệm vụ hoàn thành ngay. Đơn giản, tăng cấp linh thú 3 lần. Khiêu chiến dị thú à? Khiêu chiến luôn đi. Mặc dù là cái dương thần của mình nó chưa ngon lành lắm, nhưng mà thôi cứ khiêu chiến luôn để xem như thế nào anh em nhá. Đây là bao nhiêu ức rồi? Rồi đâu, khiêu chiến dị thú xâm lược. 1,346 ước rồi, bắt đầu tăng dần đều nha. Ui, bạn này được 271, ảo thật đấy, 516 luôn này. Đúng là liên kích và bạo kích nhiều khi nhảy khác bọt nhau thực sự luôn anh em ạ. Rồi được, bình quân là trên 300 ước tí. Tăng cấp lên là level 170 dành cho em ứng long của mình nha anh em. Còn hôm nay thì thôi, reset miễn phí 3 lần trả ra gì cả. Ứng long chả có, tích lũy lại, chơi vòng sau cho nó đỡ lỗ anh em nhá. Bắt đầu nghèo rồi thì chúng ta phải tiết kiệm thôi. Tự động luôn. Tầm bảo trợ yêu có thêm cái nhiệm vụ nữa được hoàn thành. Ok, tăng cấp linh thú quên mất này. Mới tăng được một lần, thế thì mình sẽ chọn con này tăng cho nó dễ. 1 2 Nhiệm vụ hoàn thành. Đó. Khiêu chiến đấu pháp 5 lần à? Chưa đủ thì phải, gói hạn giờ của mình thì mình sẽ mua luôn. 2 này, 3 này. Nếu như mà anh em muốn sở hữu được cái skin kia thì bắt buộc là phải mua full cái này, cộng thêm là nạp thêm một vài gói 25k nữa, khả năng là sẽ được đấy. Thôi thì cứ mua full thôi, cứ có sự kiện là chơi thôi anh em, biết đâu hên. 56 lần này, mình thì đang hướng đến cái cột mốc 56 lần trước nha. 1. Ôi quên mất, chưa chọn quà hiếm. Cái gì đấy? Ôi, thế này là có tinh quái mới luôn này. Để mình xem là có tinh quái gì mới nha. À nhầm, tiên hữu. Tiên hữu anh em ạ. Wow. Đây á? Đâu, có phải đâu. Đây. Wow. Phượng cầu hoàng. Tăng sát thương cuối. Trời ơi, hôm trước vừa ra một em tinh quái là giảm sát thương cuối thì hôm nay nó đã ra tăng sát thương cuối rồi anh em nhá. Ở đây có một em nữa giảm sát thương cuối luôn. Nam cung uyển này. Chật anh em ạ. Wow, được đấy chứ. Ngon lành nha. Để mình xem nào. Ở đây thì mình lấy em nào đây? Vòng chu tước là tăng sát thương cuối, khả năng là hợp lý này. Chơi về tấn công đi cho đỡ chán. Thay đổi một tí đi, chứ còn cứ chơi mãi phòng ngự buồn quá anh em ạ. 1. Ý xài, cái lần đầu tiên thì không được cái quần què gì cả anh em ơi. Rồi lần thứ hai cũng vậy. Lần thứ ba. Úi da. Lần thứ tư. Ồ, hình như lần này là tịnh bình thủy tăng lên hay sao nhỉ. Mình thấy nếu như mà sở hữu được là đều được 7 cái cơ. 100 điểm à. Tức là x10 đấy. Mỗi lần thì được có 10 điểm thôi anh em nhé.
Rồi. Ui ui, trên này cao, quá quá ngon này. À, 6 cái ấn ký hả? Ú là trời. 30 đào. Còn gì? Nữa đâu mà khóc với sầu. Ôi dồi ôi, cứ toàn hàng dưới này là toàn có cùi thôi. Mùi giời ạ, thế chịu ơi. Đấy, bây giờ mình có thể x10 rồi nha. Nhận thêm số lượt này, 2 lượt nữa. Sạp đại yêu. Sạp đại yêu thì ở trong này chúng ta có thể là lựa chọn được luôn này. Được nhờ, bởi vì nó liên quan đến một số những cái này nữa này. Bội Bích Lân với cả Trung Tử Vân đấy anh em nhé. Thì hoàn toàn nó có thể lựa chọn được. Nhưng mà mình thì mình sẽ lựa chọn cái này. Bởi vì tuần sau là sẽ ra chiêu mộ cái thần thông rồi. Nên anh em tích dần cái phù thiên diễn đi. 16k mới đủ cơ. Mà bây giờ mình mới có 9.001. Ủa ôi. Càng thế. Khoai nhờ anh em nhờ. Cái sự kiện thần thông mới tích lâu vãi cả trưởng luôn. Không dễ như là tinh quái đâu anh em nha. Tiếp tục tìm báo trợ yêu thôi. Bây giờ là x6 lần để xem có được luôn tiên hữu mới không nào. Pew. Trời ơi, chưa được rồi anh em ơi. Hai lần nữa free. Được không? Vẫn chưa được anh em ạ. À đây, có 44 cái tịnh bình thủy. Giảm nó tận 3 tiếng 40 phút anh em ạ. Còn 6 ngày 17 giờ nữa thôi là mình sẽ có thể có cái cây 16. Và với cây 16 đó thì mình sẽ lên được đại thừa hậu kỳ. Wow, cái đại thừa đấy nó cũng liên quan một chút đến cái sự kiện hội vấn đạo anh em nhé. Sự kiện này thì cũng hơi khoai đấy. Nếu như mà anh em mà lên sớm kiểu như đại thừa thì nó chia nhóm vào cũng hơi căng. Mặc dù là yêu lực của mình thấp ấy, nhưng mà lại lên được level nhanh là cũng hơi dở đấy anh em ạ. Căng phết. Sự kiện này thì hơi khoai, có gì thì mình sẽ review cho anh em xem nhé. Quà nó thì cũng khá là ngon, bởi vì là chúng ta có thể nhận được một số những cái mảnh pháp bảo truyền thuyết tùy chọn nha. Rất là ok đấy. Nhiều, rất là nhiều cái để có thể là tăng bậc nữa, tăng cấp, tăng sao các kiểu con điều cho pháp bảo. Bảng thăng thiên ở đăng thiên thì đây. Úi dồi ôi, chất nhờ. Pháp bảo thượng cổ luôn ạ. Ôi cái này thì cũng khoai lắm. Nên là để đạt được những phần quà bên bảng đăng thiên này thì cũng hơi khó khăn dành cho những em nào mà không nạp hoặc là nông dân. Ok, trong phần tiệm này thì cũng có thể là mua được một số những cái vật phẩm, đặc biệt là cái la bàn tầm bảo để cho anh em có thể tích lũy lại cho những cái sự kiện. Thôi thì anh em có bao nhiêu thì chơi bình nhiêu vậy. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Và đừng quên là lấy skin mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo. Anh em đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Giờ này là nhiều anh em quên mất cái nút đăng ký ở đâu rồi đó.